Với tinh thần tích cực, cầu thị, chân thành, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền huyện Đất Đỏ đã đổi mới, đa dạng hình thức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Qua các buổi tiếp xúc, đối thoại, nhiều vướng mắc, khó khăn của người dân đã được các cấp, các ngành, địa phương giải quyết kịp thời, hiệu quả. Điều này đã góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, chính quyền. Đầu năm 2023, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đất Đỏ triển khai mô hình ngày thứ bảy lắng nghe dân nói, luân phiên ở các ấp, khu phố. Trong ngày thứ bảy lắng nghe dân nói, do Ủy ban Nhân dân thị trấn Đất Đỏ tổ chức tại khu phố Phước Thới, người dân phản ánh tình trạng thu gom rác không đảm bảo thời gian quy định, xả rác bừa bãi trên một số tuyến đường. Phản ánh này ngay sau đó đã được thị trấn giải quyết. Sau khi mà tôi đã phát biểu, tôi đã trình bày những cái điểm mà công ty lấy rác còn bừa bãi, chưa có tập trung, cũng như là có một số người dân thiếu ý thức, thì chính quyền địa phương đã tiếp thu và giải trình rõ ràng. Điểm thứ nhất là hứa sẽ là liên hệ với lại công ty rác, chấn chỉnh lại tình trạng là lấy rác mà 4-5 ngày mới lấy một lần đó. Thì nói chung là người dân lắng nghe rất là đồng tình. Cũng còn rất là nhiều những người, người ta rất là ngại đến với trụ sở ủy ban dân thị trấn, rất là e dè. Do đó thì chúng tôi đến khu phố để cùng ngồi tâm sự, nói chuyện với bà con nhân dân để bà con nhân dân trải lòng. Từ đó chúng tôi có những cái chính sách để mà hỗ trợ cũng như là giải quyết những vấn đề mà bà con bức xúc. Cà phê sáng cùng nông dân tại xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ được định kỳ tổ chức 2 tuần một lần. Trong không khí gần gũi, cởi mở, nông dân đã chia sẻ về những khó khăn trong vệ sinh đồng ruộng, di dời hoạt động chăn nuôi ra khỏi khu dân cư theo nghị quyết 14 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, những khó khăn khi giá thức ăn, vật tư tăng. Và trong phạm vi chức trách, lãnh đạo địa phương đã giải trình, trả lời hoặc chỉ đạo cán bộ chuyên môn tham mưu hướng giải quyết giúp nông dân yên tâm sản xuất. Khi trước á, thì ví dụ như bên cái nông dân hay là cụ dân binh hay là muốn đề xuất một cái gì đó thì phải đến ủy ban xã. Nay thì có cái hội của bên cái cà phê sáng nông dân ở địa phương rồi. Thì mình cần cái gì thì cứ tới ngay đây mình trao đổi với nhau. Ngoài thực hiện nghiêm quy định tiếp xúc, đối thoại định kỳ với người dân, đầu năm 2023 đến nay đã có 37 cuộc tiếp xúc, đối thoại được các địa phương và huyện Đất Đỏ tổ chức. Qua đó ghi nhận gần 200 ý kiến, kiến nghị của người dân, 141 ý kiến, kiến nghị cấp xã, thị trấn đã được giải quyết. Những ý kiến cấp huyện hoặc vượt thẩm quyền đang được địa phương xác minh hoặc gửi đến cơ quan cấp trên xem xét. Chăm lo cho dân, giải quyết ngay từ ở cơ sở những vấn đề mà dân kiến nghị để làm sao tạo sự đồng thuận ở cơ sở cho người dân. Lắng nghe và kịp thời giải quyết thỏa đáng những vấn đề bức xúc trong nhân dân thông qua hình thức tiếp xúc đối thoại, huyện Đất Đỏ không ngừng củng cố, xây đắp niềm tin của nhân dân vào đảng, chính quyền, vào hệ thống chính trị, từ đó thúc đẩy người dân chung tay xây dựng Đất Đỏ ngày một phát triển.